Đó chưa? Do làm đối xứng nên nó 9, thực ra em chỉ làm có 6. Mà 12 thực ra em làm chỉ có 8 thôi. Ok chưa? Mỗi một điểm cần có bằng một cắt để kiểm tra các tình hình về mặt âm thanh ha, xem có nảy sinh ra âm xấu không. Thì nói tới đây nhóm hiểu chưa? Ai không hiểu thì giơ tay lên cho thầy Khoa coi. Không ai giơ tay, vậy ai hiểu rồi thì giơ tay lên. Ok, tức là cũng dễ hiểu mà đúng không? À, thì cái từ sau cái bước này á thì người ta mới gọi là thiết kế kiến trúc á. Ta đi sau là sau cái khái niệm sơ bộ rồi chúng ta mới thiết kế như này. Bây giờ thầy dặn mấy vấn đề. À, khi mà chúng ta thiết kế này rất là phiền. À, ta cái tính toán ban đầu như thầy nói từ nãy giờ thực ra là một tiếng là chúng ta ra và tới cái bản vẽ này là nó mới bắt rồi. Giờ có mấy cái thầy dặn nè. Giờ thiết kế cái trần nha. Trên sân khấu nha. Thầy nói ví dụ thì thì dặn có mấy vấn đề này. Thứ nhất á, cái tấm phía sau nó luôn luôn ở dưới tấm phía trước vì ở đây người ta có gắn cái đèn. À, người ta có cái gắn cái đèn ở đây nè. À, nên các em khi các em vẽ là nhớ tấm phía sau phải dưới tấm phía trước. Chứ em vẽ ngược lại nha, các em vẽ ngược lại là cái tấm phía trước đây, tấm phía sau đây á là cái đèn ở đây này, cái đèn của tấm trước này này, nhưng mà nó sẽ ánh sáng mà nó đâu có thể, nhưng mà nó chạy ngược đây này thì người ngồi đây nó sẽ bị chói mắt, chỉ bị ánh sáng thấy đây này, vậy là sai. Đó chưa? Đó, nên là bây giờ là tấm phía sau vừa dưới tấm phía trước nha. Khoảng cách này thì thường á theo thầy biết á là nó có cái trần nhà đây này, cái đài đây này thì á, nó sẽ treo cái ray ở đây, ray này rộng thứ hai á 900 chứ, thì cái đèn nó gắn với cái ray này này. Đó, cái này là khung dài nó chứ không phải là đơn giản đâu, thì người kỹ thuật viên ta đứng đây này, người ta kiểm tra đây. Bây giờ hiện đại là người ta chạy bằng motor, người ta đứng xa, người ta điều khiển từ xa. Chứ hồi xưa là các kỹ thuật viên ta phải đi ra đây rồi, người ta mới kiểm soát được sân khấu. Ở đây có khe này thì người ta sẽ làm cái khe thế này. Đó, cái đèn ở đây nha. Đó, rồi cái đèn đó nó mới cái đèn này đó, nó cứ đèn để nó ra vậy đấy. Hệ thống lai rất phức tạp nha. Nên nhớ cái trần phía trước, trần phía sau. Rồi, bây giờ vẽ cái trần này vẽ hay sao? Bây giờ thầy chú ý cái trần này. Thường một cái trần này á, nó sẽ quản lý âm thanh cho một số dãy ghế. Dù giả sử như mình nói mình chia làm 3 đây nhá. Thì thường cái trần, cái nguồn âm này này, nó sẽ quản lý một số hàng ghế nhất định. Đó, những cái thiết kế trần này nó phụ thuộc vào cái hàng ghế mà nó quản lý, chứ không phải mình muốn vẽ hay sao vẽ đâu. Bây giờ thầy nói ví dụ
giờ cái hàng ghế đầu của tôi nằm đây ha, hàng ghế này đây, ok chưa? Giờ cái âm á, âm của tôi là âm tiếp đây rồi, thì nói ví dụ cái thiết kế tấm này đây, thì âm này nó đi cái âm đây vậy, ở đây thì làm sao được cái âm tia này nó đây được? À, để cái tia này ra đây á, thì đây á người ta nói ví dụ nhá, sao sao đứng như này ngủ trước đây. Tự nhiên này sẽ bán ra đây. Để thầy nói thầy vẽ lại nha. Giả sử như cái sân khấu của thầy ở đây. Nè. Đó, cái chân của thầy nằm ở vị trí này. Thì nó sẽ có cái trần ở miệng sân khấu á, thì thầy nói là cái trần rất quan trọng, nó sẽ hỗ trợ cho cái đấy. Thì cái ý muốn sơ bộ của chúng ta thiết kế là như vậy. Bây giờ làm sao cho đúng về mặt âm thanh, giả sử nguồn âm ở đây đi, hàng ghế mình hàng ghế đầu ở đây, ghế này ở đây, thì cái tấm này thiết kế thì sao, cái tấm này thiết kế thì sao? Giờ cái ý của tôi là tôi muốn nó như vậy đó ha, nhưng có được như vậy hay không thì chúng ta phải phải thiết kế sự cơ sở của tia âm nhạc hoặc hôm qua âm phản xạ mà chúng ta học hôm qua, thì cách làm thế này nè, giả sử cái vị trí nghe nhìn ở đây ha, vậy thì á kia tia thứ nhất tia thứ hai đúng chưa, vấn đề là cái đường phân giác của cái đường này á nó nằm ở đây à, và cái đường trần á nó phải vuông góc với đường phân giác này, vậy thì vectơ vectơ từ trần nó nằm ở đây thì đường điểm thứ nhất là thế này, ok chưa? Ừ. Rồi tới điểm thứ hai, giả sử điểm thứ hai của tôi á là vị trí này ha, tôi muốn là cái điểm kết của cái đường của tôi nằm ở đây, nha.
OK. Đường phân giác. Để xin cho đường này. À, vuông góc với đường phân giác là đường này. Chị sẽ lấp lại. Nha. Các em thấy á, không thể làm con đường vừa tiếp tiếp tuyến ở đường này mà vừa tiếp tuyến ở đường này được. Thì sai chưa? Chắc là thầy không thể nào nối cái đường trần nó như thế này được. Nó phải như thế này mới được. Vậy thiết kế cái trần này là sai. Thì muốn đúng hay là giả sử tôi có cái đường nó như này á ha, thì kia nó phải hạ thấp đầu ở dưới này. Thầy chọn cái đường màu cam đi. Vậy thì cái đường kia nó phải là vẫn khó, vẫn khó. Vậy thì đây là vẫn nối à, nối được rồi. Vậy thì đường cái đường chính xác mà chúng ta thiết kế nó phải là cái đường này. Nè. Nghe chưa? Vì cái ý tưởng ban đầu của chúng ta là cái đường xanh hết đó. Mà thực tế ra cái đường mà chúng ta thiết kế cái đúng á, nó phải là đường này cơ. Thì nó phải thế này mới đúng. Chứ còn đường xanh này là thua. À, vậy thì giả sử như chúng ta có thiết kế cái đường này rồi á, thì tâm trần nó sẽ là như thế này. Đây cái đá bê tông của bọn cứu hỏa. À, như này. Rồi, vậy thì cái trần nó phải nằm ở vị trí này. À, cái trần này tương tự ha. Chúng ta có cái hàng ghế này, cái này thiết kế cái đường này rồi chúng ta sẽ suy ra cái thiết kế trần này sao cho đúng. À, từ đó chúng ta có được cái đường trần đúng mà đảm bảo về mặt âm mình học được. Thì nói nhóm có hiểu không? Lớp có hiểu không? Thực tế ra thì nó không khó tới mức mà không các em có gì đâu, nó chỉ có vấn đề thế này này, cái điểm đầu tiên thì bao giờ cũng rất là dễ vì đã có ký ức gì đâu, nhưng cái điểm điểm đầu tiên á, nó đưa ra một cái vector để chúng ta phát triển là thế này hả, thì điểm thứ hai nó rất dễ xảy ra với trường hợp một cái vector này song song vector cũ, vậy làm sao có đường đường cong nó bo này được. Vậy thì cái điểm thứ hai chúng ta bắt buộc phải di chuyển làm sao để cho cái vector nó thành như vậy. Lúc đó thì cái trần chúng ta đóng mới ra được cái đường này đó, nó chỉ vấn đề là chỉ vậy thôi nha. Điểm đầu tiên là điểm tự do, điểm thứ hai không còn là điểm tự do nữa. Vậy thì định vị điểm đầu tiên khéo thì điểm thứ hai nó dễ, điểm thứ hai dễ thì điểm thứ ba dễ, điểm thứ ba dễ, điểm thứ này dễ, ta nó cứ dần 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 chạy theo ý mình được, chứ không phải là mình muốn vẽ cái mặt cắt xa thì mình vẽ. Rõ vấn đề chưa? Vậy sau cái buổi học này này, sau này các em vẽ mặt cắt á, các em phải vui lòng vẽ dạy cho thầy. À, nhẹ lắm á, thì chúng ta chia cái căn phòng chúng ta thành là mấy đoạn vậy đó, từ mỗi đoạn này chúng ta cứ dựng lên lớp khoảng chừng nửa tiếng là vẽ ra được mặt cắt cho đúng không ạ. À, thì đó, từ điểm này ở đây có mấy cái thầy dặn thường các cái tấm phía sau này là rất nguy hiểm vì nó sẽ phản xạ âm ngược trở lại, mà phản xạ âm ngược trở lại ba trạng thái âm lọc, nên á, ở đây cái người ta đứng á, là 2 mét, 2 mét 2 thì thường 2 mét rưỡi là người ta sẽ điều tiết lại. À, nó như thế này hả, nó âm phản xạ tới đây nó cụp xuống dưới, vậy thì tổng khoảng cách âm cái này chắc chắn là trong vòng 17 mét. Còn nếu mà để thẳng đứng này nhiều khi nó phản xạ ngược trở lại, nhất là các đầu mối như ban công các thứ nha, thì khi mình thiết kế vậy á đó, thì cái tấm này là cái vách này là bao giờ vách nguy hiểm nhất đó. Đó, thì khúc này nên tầm khoảng 2 mét rưỡi tới 3 mét mấy thôi. Còn nếu mà mình muốn đẹp muốn cao, giả sử tôi muốn cao thế này chẳng hạn, thì khúc này á nên là vật liệu hút âm. À, mình làm lam này, làm zigzag, tức là làm ví dụ ở tầng dưới thì làm thế này, ở tầng trên mình sẽ làm những cái tấm
như thế này hả, cho điệu cho đẹp hả, em thấy mấy nhà hát hay làm ạ. À, mình người ta tưởng là, nhưng mà thế này ông nó phản xạ ngược trở lại sân khấu, phản xạ ngược lại người nghe á, là bị, thì cái thằng này bị echo thôi, bị âm lạc thôi. Em tưởng tượng có trường hợp á là âm thanh nó phản xạ ngược lại là cái mic nó một cái là tức nó như như thầy gắn hai cái loa hai cái máy tính vậy đó, em thấy không, nó âm nó cứ vọng nó là trường hợp đó, trường hợp khủng khiếp nhất. À, người ta biểu diễn người ta vừa ơi vừa phát, hồi sau là có cái tiếng ơi trở lại, giống như mình đứng ở trước vách đá mình vỗ tay á, thì lúc đó còn ai còn lòng dạ nào mà thiết kế nữa, nếu là có thằng nó nhại cho mình hoặc là thì diễn cái nỗi gì, em hiểu chưa? Rồi vậy thì nhóm á bây giờ nha, về nhà vẽ cho thầy một cái mặt cắt ở cái hàng giữa này thôi nha, không cần vẽ nhiều, vẽ cho thầy cái hàng mặt cắt ở đúng ở giữa này nha, để thầy xem nha. Quá trình vẽ có gì trục trặc thì ngày mai trao đổi với thầy, ok chưa? Có thấy gì khó khăn không? Ừ, ai cảm thấy là mọi người đều ổn thì giơ tay lên cho thầy xem. Rồi ha, thôi hôm nay chúng ta nghỉ đây, thầy phần kế tiếp là phần nhà vô phần tính toán, mà phần tính toán thì mà nó phân nửa thì ngày mai nó vứt đi mất, vậy thì sợ ngày mai còn có buổi nữa thì chắc trễ mất. Hay chiều mai các em có học gì không hả? Chiều mai có học gì không này? Thì nếu không ạ thì buổi sáng mai chúng ta sẽ kéo dài một chút ha, chúng ta còn phần chung ô đô thị, phần chung ô đô thị cũng gần một buổi. Chiều mai chúng ta sẽ chia làm hai phần, phần thứ nhất là phần tính toán của bài toán này, thứ hai là phần chung ô đô thị, nếu kịp cho buổi sáng thì tốt, không thì chúng ta kéo dài một chút xíu, nhìn chịu khó nhìn được nhìn đó chút xíu vậy, ok chưa? Vậy thì ha, thì giao cho mấy đứa nha, về nhà vẽ thử cho thầy một cái mặt cắt ở giữa đi, và đặc biệt chú ý cách vẽ các cái tấm trần. À, chúng ta chia cái khăn phòng vụ từ đó, hôm nay có kích thước các thứ hết rồi đó, chia khăn phòng ra làm khoảng chừng 5 khúc hoặc 3 khúc cũng được đó, thì mỗi cái tấm trần trên nó sẽ quản lý cái khúc nào ở dưới, cách vẽ tấm trần nó như thế nào đó, đấy chưa, làm sao để phù hợp các cái tấm trần đó, thì sau đó thầy sẽ tạo ra một cái bài tập nha, thầy sẽ tạo một cái bài tập mà tạo cho nhóm về các em vẽ, các em nộp đó, rồi ngày mai thầy cứ lên thì xem thử qua cả nhóm. Rồi thầy sẽ nói nhận xét, ok chưa? Thầy sẽ tạo cho một cái bài tập tạm tạm này đó, và các em sẽ nộp, nhớ nộp file ảnh JPEG nha, chứ nộp cái file khác là thầy sửa được đâu. Cái iPad thầy chỉ nhận được file ảnh thôi. Thì nộp rồi thầy sẽ coi qua, thầy sẽ coi qua vài bạn thôi, chứ không mình không có thời gian mình sửa đâu. Rồi, ok. Có ai cần trao đổi gì nữa không? Thì nếu không thì chúng ta nghỉ đây nha. Đâu ai đồng ý nghỉ thì giơ tay lên cho thầy xem qua. Vào nghỉ tôi bay làm lại dữ à. Nghỉ không có nghĩa là nghỉ nha, chịu khó tắm rửa thứ đi rồi vẽ đi. Rồi có gì thầy còn sáng mai thì còn coi. Chứ không vẽ đến khi sau làm bài tập lớn thầy không có cảnh hướng dẫn được đâu. Rồi, ok thế được rồi. Thì thôi nghỉ đi, thầy mệt rồi. Sáng dậy đến này thầy mệt quá. Nha, thì chào cả nhóm nha.